Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 56. Một bàn tay chạm vào cầm nàng, Quý anh anh giật mình. Ngươi làm gì vậy? Dương Tĩnh Uyên cười khúc khích. Nước mắt của nữ nhi như trân châu, ta lấy mà bán kiếm tiền được. Quý anh anh tức giận. Ai khóc chứ, Dương Tĩnh Uyên nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng, rồi đưa ngón tay dính nước mắt đến trước mặt nàng. Đây là gì? Người phun nước miếng à? Nói bậy. Quý anh anh chạm vào gò má, cảm giác ẩm ướt. Nàng vội vàng lấy khăn từ tay áo ra lau. Gió thổi vào mắt thôi, có gì mà ngạc nhiên? Ngựa của ngươi đâu? Ca ca đang sốt ruột chờ. Thật coi ta là người mù không thấy gì à? Ánh mắt nàng dõi theo triệu nhị lang bị hắn mang đi. Còn nói gió thổi vào mắt. Dương Tĩnh Uyên thầm nghĩ, hắn cũng không vạch trần, chỉ kêu lên một tiếng. Nghe thấy tiếng cười, con bạch mã từ trong rừng chạy ra. Quý Anh Anh tiến tới vốt ve mặt bạch mã, Tuyết Phong nhận ra nàng, dùng đầu cọ cọ vào nàng. Dương Tĩnh Uyên liếc nhìn Quý Anh Anh, vỗ nhẹ vào mặt bạch mã rồi nhỏ giọng mắng, "Kẻ vô ơn." Nóng lòng về gặp ca ca, Quý Anh Anh không khách khí, leo lên ngựa. Dương Tĩnh Uyên định lên ngựa nhưng bị nàng ngăn lại. Nàng ngượng ngùng nói, Dương Tam Lang, cùng ngươi cưới chung ngựa về không hay lắm. Ta mượn ngựa của ngươi về trước được không? Sau đó ca ca ta sẽ cưới ngựa đến tìm ngươi. Ta hứa lần này sẽ không bỏ ngươi lại đây. Gì chứ, Dương Tĩnh Uyên không thể tin vào tai mình. Thật là qua sông rốt ván sao? Vừa rồi nàng suýt bị triệu nhị lang làm cho mất kiểm soát. Hắn đã cứu nàng. Nàng không biết xấu hổ muốn bỏ hắn lại. Không đúng, nàng đang tránh hiểm nghi, cùng triệu nhị lang ở đây nói chuyện riêng, nàng không biết cần tránh sao. Rõ ràng là ghét bỏ hắn, vì sao ghét bỏ hắn chứ, hắn thua kém triệu nhị lang ở điểm nào, về tướng mạo, tiền tài, hắn dương tam lang đều không kém. Thấy dương tĩnh nguyên mặt càng ngày càng tối, quý anh anh cũng biết mình làm vậy là vô lý. Nhưng nàng chỉ cần nghĩ tới ánh mắt triệu tu duyên trước khi đi, dù thế nào cũng không muốn cưới chung ngựa với dương tĩnh nguyên nàng cười gượng. Coi như ta thuê ngựa của ngươi, được không? Thuê ngựa của hắn, có hỏi hắn đồng ý chưa? Ngươi thấy ta thiếu tiền đến mức phải cho thuê tuyết phong à? Giọng hắn không thiện ý chút nào, quý anh anh cảm nhận được, nàng có thể đi bộ về theo bờ đê, nhưng phải mất hơn nửa canh giờ. Nàng chỉ lo ca ca sốt ruột, nàng cẩn thận nói. Ta sai rồi. Mặt dương tĩnh uyên dịu đi một chút, rồi nghe quý anh anh nói ngươi không phải đã hứa với ca ca ta sao? Làm người tốt thì làm đến cùng, được không? Trên mặt nàng nở nụ cười giả tạo, tay nắm chặt dây cương không buông. Ánh mắt nàng đầy vẻ trột giả, dương tĩnh uyên trong lòng mềm nhũn. Hắn đột nhiên nhớ ra, triệu nhị lang muốn kết hôn với tiểu nương từ nghiêu gia. Quý anh anh đã bình tĩnh chấm dứt với hắn. Nàng thực sự lạnh lùng và bình tĩnh như vậy sao? Nếu thật như thế, triệu nhị lang đi rồi. Nàng sẽ không vô tình rơi lệ đầy mặt. Rõ ràng nàng và Triệu Nhị Lang là thanh mai trúc mã, tình cảm đôi bên đều đồng ý. Thế mà Triệu Nhị Lang lại muốn cưới người khác, nàng chắc chắn rất khổ sở. Nhưng dù muốn khóc, nàng cũng phải vì bản thân mình mà kìm nén nước mắt. Trong lòng Dương Tĩnh Uyên dâng lên một nỗi thương xót, lại có chút ảo não. Tại sao vừa rồi hắn không để nàng khóc giống một trận? Có lẽ nàng cần một người trở về cũng là cần một người để lặng lẽ một chút dù sao thì ta với ca ca ngươi cũng quen biết một thời gian gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ thôi tìm ngươi về lại không phải trách nhiệm của ta trong lòng hắn đã chịu nhưng miệng lại nói dựa vào gì mà ta phải làm người tốt chứ lần trước ở thanh dê ngươi còn hiểu lầm ta thật nhỏ mọn ở thanh dê xem rõ ràng là hắn cùng tăng thập tứ chiêu chọc chu nhị lang và ca ca lại còn ghi hận vì mình hiểu lầm hắn quý anh anh muốn mượn ngựa của hắn trong lòng nghĩ miệng lại mạnh dạn nói dạ 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 lần trước ta sai ngươi là người tốt chắc chắn là tang thập tứ giở trò không liên quan đến ngươi ta hiểu lầm ngươi ta xin lỗi cho ta mượn ngựa đi hắn không muốn nghe những lời này dương tĩnh uyên khoanh tay im lặng quý anh anh lại hiểu lầm nàng vội nói ngươi cũng không thiếu tiền xài vậy ngươi muốn ta cảm ơn thế nào dương tĩnh uyên mỉm cười ta thích cái khăn của ngươi, đưa ta được không? Khăn của nữ nhi sao có thể tùy tiện đưa, quý anh anh lúng túng. Còn không biết nàng đã tặng bao nhiêu túi thơm cho triệu nhị lang rồi. Dương tĩnh uyên trợn mắt. Ta chỉ tò mò về cái đe dạng tử thôi, không biết theo như thế nào, ta là nam nhân, sao dùng khăn của nữ được? Đa dạng tử, quý anh anh khó hiểu, vội lấy khăn ra, khăn màu lam, thêu hoa cúc phấn, nàng không nhận ra mình luôn mang theo khăn này trong khoảnh khắc nàng nhớ lại cảm giác khi thức cả đêm thiêu khăn này mắt đỏ bừng vai gáy đau nhức chỉ vì mong triệu tu duyên có thể đạt được danh hiệu cẩm vương hôn sự được tốt đẹp nàng siết chặt khăn bất ngờ cưỡi ngựa lao tới bờ sông uy dương tĩnh uyên hoảng hốt đá mạnh lên tay đặt trên lưng bạch mã dùng sức nhảy lên ngựa nắm dây cương ngươi muốn tự tử vì tình thì cũng không cần cưỡi ngựa của ta nhảy sông Vừa dứt lời, Quý Anh Anh giơ tay ném khăn vào sông. Nàng nhỏ giọng quát, "Ta chưa sống đủ đâu, ai muốn nhảy sông chứ?" Nàng cố gắng không khóc, nhưng giọng nói vẫn tiết lộ nỗi lòng. Dương Tĩnh Uyên khép chặt tay, ôm lấy nàng, thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng hắn, mùi hương phấn son nhẹ nhàng lan tỏa. Hắn muốn nói với nàng, "Đừng buồn, Triệu Nhị Lang không cần ngươi, ta sẽ cưới ngươi." Hắn còn muốn nói, "Anh anh giờ ta mới biết tên ngươi là anh anh. Ta đã gọi trong lòng nhiều lần, như gọi một chú mèo con. Nhưng hắn không nói được lời nào, hắn sợ nàng sẽ trừng mắt mắng hắn lợi dụng cơ hội. Giống như ngày ở Thanh Dê, hắn tốn công hủy đài của tang thập tứ, nàng lại mắng hắn đê tiện. Tất cả suy nghĩ trong lòng hắn chỉ là trong khoảnh khắc. Dương tĩnh uyên nhảy xuống ngựa, rất hàm thiếc và dây cương kéo ngựa hướng bờ đê ta sẽ gọi người hầu tới đón, không sao. nói rồi hắn vỗ vào mông ngựa, bạch mã chờ quý anh anh chạy hướng đê. quý anh anh quay đầu lại, thấy dương tĩnh uyên đứng trên bờ sông nhìn theo, nàng cắn môi, lớn tiếng cảm ơn dương tam lang, người là người tốt. a, à, người tốt, dương tĩnh uyên nhặt một hòn đá ném vào sông, đá nhảy liên tục trên mặt nước, tạo nên từng gợn sóng. hắn đột nhiên thấy cái khăn gấm kia, khăn quá nhẹ chỉ ném vào mép nước, không bị dòng nước cuốn đi. Hắn tiến tới, bước lên một hòn đá củi, nhặt nó lên. Hắn vắt khô nước, treo lên cành cây. Dương Tĩnh Uyên nằm trên cỏ dưới tán cây, ngửa đầu nhìn khăn gấm. Gió thổi làm khăn lay động, trong mắt Dương Tĩnh Uyên hiện lên vẻ kinh ngạc. Chương 57. Nơi diễn ra cuộc thi thiêu là một tòa nhà hai tầng rộng lớn, nơi có thể cưỡi ngựa qua các khúc quanh. Phòng khách là một dãy bảy gian phòng phía bắc, còn các phòng riêng cũng có hành lang gấp khúc nối liền. Phía nam là một dãy nhà ngồi, dẫn vào cửa chính của tòa nhà. Bốn phía đều được bao quanh, ở giữa là một quảng trường rộng lớn lát đá xanh. Hôm nay, giữa quảng trường dựng lên một sân khấu cao cân đối với hành lang gấp khúc ở tầng 2. Khi quý anh anh và anh trai đến cửa, họ bất ngờ phát hiện người canh gác không phải là nha dịch của phủ, mà là các binh sĩ mặc giáp. Hội thiêu của cầm nghiệp tại Ích Châu Phủ là một hoạt động dân gian. Để bày tỏ tôn kính và đảm bảo công bằng, hàng năm đều mời thái thú đến dự và bình luận. Việc duy trì trật tự thông thường đều do nha dịch đảm nhiệm. Nghe nói năm nay tiết độ sứ đại nhân tự mình đến chủ trì. Nghiêu phó đô đốc lãnh binh bảo vệ an toàn cho tiết độ sứ. Làng Nhi nghe tin tức, thấp giọng nói cho hai vị chủ tử kiếm nam đảo được chia thành tây xuyên đảo và đông sông đảo phủ nhà của tiết độ sứ tây xuyên được thiết lập tại thành phủ ích châu thái thú của ích châu phủ là người lãnh đạo trực tiếp tiết độ sứ là người chủ trì chính thái thú chỉ có vai trò phụ hòa quý diệu đình và quý anh anh nghe nói những binh sĩ này do Ngưu phó Đô đốc tự dẫn không hẹn mà cùng trao đổi ánh mắt quý diệu đình lo lắng nhìn muội muội và hỏi thực sự đã nói rõ với triệu nhị lang rồi quý anh anh nhớ lại hình ảnh triệu tu duyên giận dữ rời đi khổ sở đáp ta đã nói hết mọi điều cần nói ý muội là sao quý diệu đình nhạy cảm nhận ra lời của muội muội còn có ẩn ý chẳng lẽ triệu nhị lang vẫn còn trách ngươi thay lòng đổi giả quý anh anh vô thức giải thích cho triệu tu duyên trong lòng hắn rất đau khổ thấy ta quá tỉnh táo nhất thời không thể chịu nổi chẳng lẽ thấy ngươi tìm cái chết vì hắn hắn mới vui sao Quý Diệu Đình bật cười. như phó đô đốc vì cuộc hôn sự này mà mời tiết độ sứ đại nhân đến chủ trì. Hôn sự giữa triệu nhị lang và tiểu nương tử của Nghiêu Gia đã thành, không thể thay đổi. Người đã đính hôn với tiểu nương tử nhà khác, còn trách muội ta đãi ngươi lạnh nhạt. Quý Diệu Đình nhớ lại cảnh muội muội vừa biết tin này, càng thêm bất mãn với triệu tu duyên. Hắn nghĩ có lẽ nên để muội muội sớm xuất giá thì tốt hơn. Quý Diệu Đình không khỏi nghĩ đến Dương Tĩnh Nguyên. Hắn là người ngoài cuộc tỉnh táo, cảm nhận rằng Dương Tĩnh Nguyên rất nhiệt tình với muội muội, không giống người bình thường. Hơn nữa, Dương Gia còn phú quý hơn Triệu Gia. Quý Diệu Đình nghĩ tới đây, lập tức quyết định trong lòng lại bắt đầu cân nhắc liệu muội muội có thể chấp nhận gà cho Thịnh Đại Lang hay không. Muốn trách thì trách Triệu gia quá cố chấp với Cẩm Vương. Ai bảo Triệu Nhị Lang là đích tôn của Triệu gia? muội tốt của ta, ngươi nhìn khí thế của Ngưu gia, chúng ta không thể đụng tới. Nếu ngươi đã nói rõ với hắn rồi, sau này hãy tránh xa Triệu Nhị Lang một chút. Đến hôm nay nàng mới như tỉnh mộng. Nàng là con gái của một thương nhân nhuộm nhỏ, lại nghĩ dựa vào tình cảm của Triệu Tu Duyên mà có thể gả vào Triệu gia, thực buồn cười. Quý anh anh cuối cùng cũng thấy rõ giá trị của mình, đôi lông mày thêm phần thanh thoát. Ca ca yên tâm ta biết rõ nặng nhẹ, sẽ không gây tai họa cho gia đình mình. Tiếp tục dịch và chỉnh sửa cho đến hết. Tiếp tục dịch và chỉnh sửa. Ở tầng 2 của tòa nhà, tiết độ sứ và thái thú đại nhân ngồi giữa khán đài. Những nhân vật nổi tiếng của địa phương và các đại biểu hội thiêu ngồi trên các hàng ghế dưới. Các phòng riêng hai bên tầng 2 cũng đầy người ngồi. Đó không phải là các quan lại quyền quý, mà là những phú hộ và các gia đình giàu có trong vùng. Lúc này, các tiểu nhị của tiểu lâu bưng các hộp cơm lớn nhỏ, không ngừng qua lại giữa các bàn tiệc của quyền quý và phú hộ. Tầng dưới bao quanh sân khấu ba mặt cùng một phòng lớn bày đầy bàn ghế cho khán giả ngồi. Anh em quý gia để chiếm chỗ ngồi, đã vào từ trưa và ngồi ở góc trái của phòng lớn trên tầng 1. Cầm nghiệp phát đạt, hội thiêu có tiền nên miễn phí cung cấp trà nước. Hàng năm đều như vậy, hai anh em đã có kinh nghiệm Sớm sai Lăng Nhi ra ngoài mua đồ ăn. Vừa uống trà vừa ăn, chờ đợi tiếng trống vang lên sau giờ ngọ. Mặc dù họ ngồi ở góc, trên tầng 2 vẫn có người chú ý đến họ. Phòng riêng đầu tiên phía bên phải gần phòng khách chính đóng cửa kín mít. Cửa sổ rủ màn trúc xuống. Tỷ muội Nưu thị đứng sau màn trúc, ánh mắt vừa vặn có thể nhìn rõ phòng lớn bên dưới. Nhiều thất nương dơ quạt tròn chỉ về phía quý anh anh. A à tỷ nàng chính là quý nhị nương ở phường nhuộm hoán hoa. Nhiều ngũ nương đeo mạng che mặt, lộ ra chán mịn màng và đôi mắt sáng như nước mùa thu. Khóe mắt nàng khẽ nhếch lên, trông quyến rũ vô cùng. Dù cách xa, nàng vẫn có thể nhìn thấy rõ trang phục màu phấn và dáng vẻ yểu điệu của quý anh anh. Nhiều ngũ nương quay đầu ra lệnh cho thị tỳ bên cạnh. Đi, lấy vài món ăn đem qua, nói là ý của thất nương tử nhiều thất nương mở to đôi mắt ngạc nhiên hỏi a à, tỷ làm gì vậy muốn gặp quý nhị nương ta sẽ sai người mời nàng lên lầu dùng trà tiểu thương hộ nữ có gì đáng xem nhiều ngũ nương lộ vẻ kiêu ngạo khinh thường nhìn qua cửa sổ tầng 2 đối diện nhẹ nhàng nói ta muốn nhìn hắn nhiều thất nương nháy mắt mặt gần như áp vào màn trúc triệu tu duyên liên tục quay lưng về phía cửa sổ ngồi nàng nhỏ giọng bất mãn nói người mau quay lại đi A à, tỷ ta cố ý tới thăm ngươi. Nhiêu phó đồ đốc vì con gái mà dụng tâm mọi cách, cố ý sắp xếp phòng riêng của Nhiêu gia ở đối diện triệu gia. Để Nhiêu ngũ nương tận mắt nhìn thấy triệu tu duyên. Thị tì mang món ăn đi, quý anh anh nghe nói là ý của Nhiêu thất nương, liền sai Lăng Nhi theo thị tì của Nhiêu gia lên lầu nói lời cảm ơn. Khi Lăng Nhi lên đến nơi, mắt cô gần như không dám nhìn thẳng. Như phu nhân cùng các tiểu nương tử trong nhà ăn mặc sang trọng, các thị tỷ đều mặc váy lùa. Quần áo thơm tho, hình bóng lộng lẫy, toát lên phong thái phô trương của quan lại. Nàng nhanh chóng nhìn lướt qua rồi cúi đầu xuống, lễ phép nói lời cảm ơn. Tiểu nha đầu này trông thật lanh lợi, thường cho nó. như phu nhân có ba đứa con gái, nhiều ngũ nương từng mắc bệnh đậu mùa chưa lành, để lại vết sẹo trên mặt, khiến bà đau lòng nhất. Theo ý kinh gái, bà thưởng cho Lăng Nhi. Nhiều thất nương cũng theo ý tỷ tỷ, hỏi Lăng Nhi vài câu rồi cười nói. Nương tử của ngươi đã nhường thấu quang kính cho ta và A tỷ. Ta đã nói sẽ mua bộ lược tặng nàng, đúng lúc mang theo đây, ngươi cầm lấy đi. Lăng Nhi cảm ơn, cầm hộp xuống lầu. Nhiều thất nương lúc này mới hỏi ngũ nương. Tỷ tỷ thần cơ diệu toán, lại đoán được hôm nay sẽ gặp quý nhị nương. Ta vẫn không hiểu nhận lễ của ta, quý nhị nương chắc chắn sẽ đến nói lời cảm ơn. Tại sao tỷ tỷ lại nói không muốn gặp nàng? Nhiều ngũ nương nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, cười mà không đáp. Tính tình thẳng thắn của nhiều thất nương không như tính cách tinh tế của nhiều ngũ nương, lại nhìn qua màn trúc ra ngoài. Lúc này, nàng thấy triệu tu duyên cuối cùng xoay người, nhìn về phía phòng của nhà mình, mới nhận ra. A à tỷ là muốn thử thách triệu nhị lang nàng nói rồi hư một tiếng. Hắn dám làm tổn thương tâm tỷ tỷ, ta đánh chết hắn. Thất nương đừng suốt ngày nói chuyện đánh nhau, làm cho tang thập tứ cũng không dám đến cửa. Nhiều ngũ nương trêu ghẹo nghiêu thất nương, lắc lắc quạt tròn, nhìn triệu tu duyên qua màn trúc, trong lòng vừa mong đợi vừa lo lắng. Hãy đợi mà xem. Bên này, Lăng Nhi mang lược trở về, Quý Diệu Đình và Quý Anh Anh nhìn nhau. Nương tử, nô tỳ cẩn thận nhìn bên cạnh như phu nhân có ba vị nương tử một vị búi tóc bách hoa cao gần nửa xích chồng đã là phụ nhân hai vị còn lại chưa gả một vị che mặt mơ hồ khuôn mặt tinh xảo nàng chưa mở miệng nhưng nô tỳ cảm giác nàng vẫn nhìn chằm chằm vào ta thật tinh tế quý diệu đình khen ngợi nàng thở dài nói chắc chắn đó là tiểu nương tử chắc chắn là tiểu nương tử đã đính hôn với triệu nhị lang quý anh anh mở hộp Bên trong có hai cây lược, một đen một đỏ. Cây lược đen chính là cây nàng từng mắm nghĩa, được rát vàng bạc trên gỗ đào. Nhiều thất nương thật có tâm, nàng đóng hộp lại, nhẹ nhàng nói. Nếu đã là thịnh tình của tiểu nương tự nghiêu ra, về tình về lý, chúng ta nên đi nói lời cảm ơn. Nhiều thất nương sai người tặng món ăn và đưa lược cho quý anh anh. Anh em quý gia không tin rằng chỉ vì nhường thấu quang kính mà làm như vậy rõ ràng như Gia đã nghe về chuyện của quý anh anh và triệu tu duyên. Quý diệu đình rất lo lắng. Ca ca yên tâm đi, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Quý anh anh nhìn qua cảnh tượng ngày càng huyên náo ở hành lang. Trong trường hợp này, như Gia không muốn mất mặt, dù nói gì đi nữa, ta vẫn có thể ứng phó. Nàng nói xong, mang theo lăng nhi bước về phía phòng bên cạnh bên phải. Chương 58. Khí hậu mỗi vùng đất nuôi dưỡng con người khác nhau. Ở đất thục, phần lớn các cô gái đều xinh đẹp tuyệt trần, da trắng mịn màng. Khi họ tụ tập lại một chỗ, mọi người quen thuộc với vẻ đẹp ấy nên không cảm thấy có gì đặc biệt. Khi quý anh anh được mời vào phòng, ánh mắt mọi người trong phòng đều sáng lên. Sau khi ngồi xuống, Ngưu phu nhân cười hỏi. Quý nhị nương, quê quán của cô ở đâu? Tôi thấy cô không giống người địa phương ích châu phủ. Ở lòng chào đất thục, nam nữ đều cảm thấy độ cao so với mặt biển thấp hơn một chút tuy nhiên đây là tình trạng bình thường người cao cũng không hiếm quý anh anh có vóc dáng cao hơn nhiều so với hầu hết các cô gái cùng lứa dùng mạo của nàng kết hợp các nét đẹp của quý bà và quý ông khuôn mặt hình trái xoan lông mày thon dài như liễu sống mũi thanh tú đôi mắt đen nổi bật dưới hàng mi dài sáng lên như ánh mặt trời chiếu trên mặt nước lung linh như sóng lăn tăn. Vẻ đẹp thanh tú, tinh tế của nàng lại có nét hào phóng và giã tính của người quan trung. Nghe nói nhà ngoại của quý anh anh là người quan trung, như phu nhân liền gật đầu. Trong lòng bà lại dấy lên lo âu. Không ngạc nhiên khi triệu nhị lang xuất thân từ gia đình danh giá lại muốn cưới nàng. Mỹ nhân như thế, lại có tình cảm thanh mai trúc mã. như phu nhân bất đắc dĩ nhìn về phía nhiều ngũ nương đang dùng khăn che mặt. Nhiều ngũ nương đang thấp giọng nói chuyện với nghiêu tam nương đã xuất giá sau khi chào hỏi quý anh anh nàng không nhìn lại lần nào như phu nhân không hiểu trong lòng nghiêu ngũ nương đang suy tính điều gì may mắn có nghiêu thất nương ở đây như phu nhân thở phào nhẹ nhõm để nghiêu thất nương kéo quý anh anh ra cửa sổ ngồi quý anh anh trong lòng đã so sánh cùng mang theo một đoàn oanh oanh yến yến nhưng quan lại rõ ràng chú ý hơn ngoại trừ Nghiêu Phu Nhân, ba vị nương tử khác không mặc gấm vóc. Những người hầu gái đều mặc váy lụa màu nhạt, đầu cài châm cũng ít, rõ ràng so với các tiểu nương tử mặc váy lụa cấp bậc thấp hơn. Vẻ mặt cũng kính cần nghe theo. Không giống như những người hầu già ở triệu gia, bày ra phong thái của chủ tử. Nhiều thất nương vẫn mặc hồ phục, đi giày da hưu, trông rất giỏi giang và nhẹ nhàng. Điểm duy nhất không hợp với trang phục của nàng là chiếc quạt tròn thiêu hoa cúc vàng trong tay. Trời cũng không nóng, phòng có màn trúc hạ xuống tạo cảm giác mát mẻ, không một ngạt. Nhiều thất nương không ngừng lắc quạt tròn, như muốn xua tan những lo lắng bên trong. Rời tấm bình phong, kéo rèm lên. Nhiều thất nương phân phó, thẹn thùng nói với quý anh anh. Cha ta là võ tướng, không có nhiều quy tắc như quan văn. Chị ta không thích gặp người, nên mới hạ màn chúc nhắc đến nhiêu mũ nương quý anh anh không thể tránh khỏi cảm giác ghen tuông trong lòng dậy sóng khi vào cửa nàng lần lượt chào các tiểu nương từ nghiêu ra nhiêu tam nương và nhiêu mũ nương đều đứng dậy đáp lễ Nhiều mũ nương khoác ngoài chiếc áo màu lam trên mặt che mạng nguyệt bạch tóc búi song hoàn những sợi tóc rủ xuống như tơ liễu lay động trong gió cả người nàng phiêu giật như tiên phần da lộ ra ngoài mạng che mặt trơn bóng như tuyết mắt sáng ngời ánh mắt lơ đãng nhưng lại chứa đầy phong tình nàng không nói một lời khó xử nào với quý anh anh cũng không cố ý hỏi thăm ý tứ của triệu tu duyên từ miệng quý anh anh quý anh anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị nhục nhã nhưng rất ngạc nhiên khi điều đó không xảy ra xét về gia thế nàng là con gái của phó đồ đốc tây xuyên đảo quản lý nhiều châu phủ ích châu phủ chỉ là một trong số đó. Đại đô đốc được gọi là tiết độ sứ, như phó đô đốc là phó tướng đắc lực của tiết độ sứ, thuộc cấp bậc tam phẩm. Như phó đô đốc còn có tước vị, nên như phu nhân mới được tôn xưng là phu nhân. Với gia thế hiển hách như vậy, vì sao như ngũ nương lại gả cho triệu tu duyên? Quý anh anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Trong đầu nàng chỉ nghĩ rằng triệu gia kết thân với nghiêu gia đúng là mạnh hơn mình gấp trăm lần ngoài tình cảm từ nhỏ với triệu tu duyên nàng không có gì có thể so sánh với nghiêu ngũ nương hoa dại dù đẹp cũng không sánh được với mẫu đơn nghĩ đến điều đó quý anh anh dù đau khổ nhưng đã hiểu thấu nỗi lòng của mẹ khi màn trúc được kéo lên quý anh anh nhìn về phía phòng lớn nơi anh trai đang ngồi, mỉm cười với quý diệu đình để anh yên tâm nàng tính toán thời gian, dự định ngồi thêm một lúc rồi cáo từ xuống lầu. Nhiều thất nương mang sứ mệnh, không để nàng rời đi. Nàng trực tiếp phân phó một thị tỳ đi nói với quý diệu đình rằng sẽ giữ quý anh anh lại trên lầu xem đấu gấm. Quý anh anh đành phải tiếp tục ngồi. Đông, đông, đông. Trên đài cao, tiếng trống vang lên, đấu gấm chính thức bắt đầu. Nhiều thất nương nghiến răng nhìn chằm chằm triệu tu duyên đối diện hận không thể xông tới nắm cổ áo của hắn mà đánh. Quý nhị nương không ở đây, ngươi ngay cả ánh mắt cũng không rời. Quý nhị nương ngồi ở cửa sổ, ngươi cũng nhìn chằm chằm không chịu buông. Nàng dần dần hiểu ra, ngũ nương muốn xem điều gì. Quý tỷ tỷ. Nhiều thất nương thấp giọng thỏ thẻ vào tay quý anh anh. Giúp ta một việc được không? Nhiều ngũ nương để muội muội làm việc, và người được chọn chính là Nhiêu Thất Nương cởi mở nghe nghiêu thất nương nhờ cậy quý anh anh khiếp sợ nhìn nàng giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt móng tay bóp chặt lòng bàn tay mới kiềm chế không nổi giận làm sao nàng có thể đưa ra yêu cầu như vậy quý anh anh ngay lập tức cảm thấy mình đã quá nông cạn con gái quan gia quả nhiên không phải là người dân thường có thể kết giao trước đây nàng còn cảm thấy nghiêu thất nương có tính cách ngay thẳng và hào phóng giờ nàng mới biết rằng trong mắt họ mình thấp kém như nô tỳ. Ta biết là mình có lỗi với tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ đánh mắng ta sau này, ta cũng không giận. Nhiều thất nương ấy náy mặt đỏ lên. Nhiều thất nương nghĩ muốn rội một chén trà vào mặt nàng. Nói như vậy để cho nàng biết rằng, rất rõ ràng là muốn nhờ nàng thử triệu tu duyên một lần. Thật không cần phải làm như vậy. Quý anh anh cố gắng kiềm chế, mắt dần đỏ lên. Nàng nhẹ giọng nói. Ta và hắn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Tình cảm sâu đậm. Hiện tại hắn đã đính hôn với tỷ tỷ của ngươi, chuyện trước đây coi như đã qua. Tại sao lại thử hắn như vậy? Nếu hắn không lo lắng thì đã đối xử với ta vô tình. Tỷ tỷ của ngươi sẽ thích một người tình như vậy sao? Nếu hắn sốt ruột chạy đến giải cứu ta, trong mắt gia đình ngươi, hắn đã đối xử vô tình với tỷ tỷ của ngươi. Thất nương, đây không phải là ý kiến hay. Hai người dán mặt nói chuyện cạnh cửa sổ, chỉ có Lăng Nhi đứng bên nghe thấy. Lăng Nhi cắn môi, tức giận nghĩ, sao ngươi có thể đưa ra ý kiến như vậy? Ngươi nghĩ nương tử của ta là nô tỳ của ngươi sao? Nhiều Thất Nương nắm tay Quý Anh anh cầu xin, chỉ là tỷ tỷ ta muốn xem thử hắn, ta cũng không biết tỷ tỷ muốn nhìn gì, nàng không nói, có lẽ tỷ tỷ chỉ muốn biết hắn có phải là người bạc tình không. Ý kiến này là tỷ tỷ của ngươi đưa ra? Quý Anh anh hỏi. Ừ, Nhiều Thất Nương do dự rồi thừa nhận nàng cắn răng, hạ giọng nói. Tỷ tỷ của ta bị đậu mùa, mặt có sẹo, đến bây giờ mới định được hôn sự. Quý tỷ tỷ, ta xin ngươi đừng trách nàng. Bị đậu mùa và có sẹo, quý anh anh giật mình, che miệng lại, không ngạc nhiên khi con gái phó đô đốc lại gà thấp cho một thương gia. Triệu tu duyên biết không, hắn có thể chấp nhận nhiều ngũ nương như vậy không? Nàng ngẩng đầu lên, từ xa nhìn triệu tu duyên. Ta nói thẳng với tỷ tỷ, ta thích tính tình của tỷ tỷ. Chắc tỷ tỷ cũng là người hào phóng và cởi mở. Một câu nói chưa từng nhiều lời với mình, nhiều ngũ nương lại đưa ra ý kiến như vậy. Nàng nhìn mình, có lẽ hận không thể phá hủy gương mặt này đi. Lại còn muốn mình cam tâm chịu đựng. Sẵn sàng lợi dụng nhiều thất nương ngay thẳng. Triệu gia vì muốn mượn quyền thế của Nhiêu gia, để bảo đảm đoạt được cẩm vương, đã định ra nhân duyên như vậy cho triệu tu duyên. Quý anh anh bắt đầu đau lòng vì Triệu Tu Duyên. Nàng vẫn nghĩ mình đã suy nghĩ rõ ràng, có thể nhẫn nại nỗi đau, dần dần quên đi tình cảm trước đây. Nhưng hiện tại nàng đau lòng không chịu nổi, anh Tu Duyên của nàng muốn kết hôn với một người có tâm cơ thâm trầm như vậy. Quý anh anh thật sự muốn khóc lớn một trận, khóc cho bản thân, khóc cho Triệu Tu Duyên. Nếu đã như vậy, ta sẽ giúp. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 59 sau tấm bình phong, bóng dáng mờ ảo của Nghiêu Ngũ Nương đang thì thầm cùng Nghiêu Tam Nương. phảng phất như ý định này không liên quan gì đến nàng. Nàng hiểu rằng, đối với những tiểu thư xuất thân quyền quý ở đây, mình chẳng khác gì một con kiến hôi. Họ dẫm đạp ngươi chỉ là để thể hiện sự chú ý, chứ căn bản khinh thường nhìn thêm một cái. Quý anh anh phủi bụi đứng lên, nếu như ngũ nương đã dám đề xuất ý tưởng như vậy, nàng không chấp nhận thì chắc chắn sẽ có ý tưởng khác làm mình khó chịu. Mặc dù bản thân thấy ý tưởng này thật tệ, nhưng nhiều ngũ nương lại thích. Ta, ta, ý ta là chúng ta chỉ cần làm bộ một chút là được rồi. Quý tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng. Thấy quý anh anh như vậy, như thất nương liền luống cuốn tay chân. Ngũ nương lặng lẽ dặn dò thất nương tìm cơ hội hắt chén trà vào mặt quý anh anh. Nhiều thất nương thẳng thắn cho biết, muốn quý anh anh hiểu, nước trà không thể hắt lên mặt sao. Cuối cùng, quý anh anh vì danh dự của mình mà vãn hồi điểm số. Nhiều thất nương ngây thơ chưa tiêu tan, trong lòng vẫn thuần khiết. Nàng trực tiếp cầm chén trà trên bàn, hắt trà lên vạt áo của nhiêu thất nương. Người có thể lợi dụng muội muội của ngươi, nhưng đừng trách ta tiên hạ thủ vi cường. Thân phận ta thấp kém, không có nghĩa là ngươi có thể trà đạp. Chuyện này liên quan đến danh dự của ta trước công chúng, tại sao ta phải nhịn nhục? Người mau tỏ ra giận dữ, đừng quên hạ màn trúc xuống. Quý anh anh nói nhỏ, đôi môi khẽ động. a, à, sao lại ngược lại như vậy? Đúng thế, như vậy sẽ khiến triệu tu duyên nghĩ rằng mình muốn bắt nạt quý nhị nương. Nhiều thất nương ngẩn người rồi mới phản ứng, nàng vỗ vạt áo ướt nước trà, chỉ tay vào quý anh anh, cười lớn. Quý tỷ tỷ, người thật thông minh nha nghiêu thất nương và nghiêu ngũ nương là chị em ruột sao quý anh anh thầm nghĩ trong lòng rồi khẽ vỗ lăng nhi một cái đứng một bên lăng nhi hiểu ý liền kéo màn trúc xuống bên ngoài không thể nhìn thấy tình huống bên trong cuối cùng hình ảnh dừng lại ở Nhiêu thất nương phẫn nộ chỉ tay vào quý anh anh làm bẩn xiêm y của ngươi thất nương chớ giận ta quý anh anh thật lòng xin lỗi ai bảo Nhiêu thất nương đơn thuần đáng yêu chứ nhiều thất nương cười hì hì nói. Không sao, chỉ là một bộ quần áo thôi. Tỷ tỷ cứ ngồi. Nàng sợ đi muộn sẽ không thấy phản ứng của triệu tu duyên, vội mang theo thị tỷ đi thay quần áo. Thất nương, chuyện này là sao? Hai người bên cửa sổ nói chuyện trong phòng không ai nghe thấy. Nhiều thất nương muốn thay quần áo làm kinh động đến như phu nhân. Mẫu thân, con làm đổ nước trà. Thay bộ quần áo xong con sẽ đến. Nhiều thất nương nhận trách nhiệm vào mình, làm quý anh anh cảm thấy tốt hơn gấp bội. Cuộc thi đấu gấm bắt đầu rồi, rời Bình Phong đi, tất cả đi xem thi đấu nào. Màn trúc hạ xuống, Bình Phong sau lưng lập tức được rời đi. Các thị tỳ hầu hạ như phu nhân cùng tam nương, ngũ nương chuyển đến trước cửa sổ. Qua Bình Phong, vẫn có người nhìn thấy quý anh anh hát nước trà lên người Như thất nương. Như phu nhân nhìn quý anh anh với ánh mắt không mấy thiện cảm, tự động tránh xa nàng một chút mời mình lên lầu là do các ngươi không yên lòng trước, không thể trách ta được. Quý anh anh tự nhủ, mặt mũi vẫn giữ được. nàng sợ hãi cúi đầu nhận lỗi trước như phu nhân. lúc bất cẩn, con đã hát nước trà lên người thất nương. thất nương còn giúp con che giấu, thật làm con bất an. mong phu nhân bao dung. nhiều ngũ nương sai muội muội hát trà là do nhất thời nổi hứng, cũng không nói cho mẫu thân. như phu nhân tức giận vì quý anh anh bất cẩn nhưng nghe nàng nhận lỗi lòng giả cũng bình tĩnh lại không sao chỉ là việc nhỏ đây là cuộc thi đấu gấm của ai các thị tỳ sẽ tự báo cáo tin tức nghiêu phu nhân không để ý nhưng dự định bỏ qua quý anh anh thầm thở phào nhẹ nhõm lúc này nghiêu tam nương ngồi xuống bên cạnh nghiêu phu nhân Nhiều ngũ nương lại đi đến bên cạnh quý anh anh cuối cùng ánh mắt hai người chạm nhau chiếc mạng che mặt màu trắng ngà của nghiêu ngũ nương che đi những đống tản nhang. Đôi mắt đẹp của nàng thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Trong ánh mắt nàng có sự ngưỡng mộ và ngạc nhiên, còn có chút đùa cợt vui vẻ. phảng phất như nói với quý anh anh rằng, dù ngươi có dùng hết thủ đoạn, ngươi cũng không đấu lại ta. Ta không định đấu với ngươi, ta tự biết ra thế không bằng ngươi, nếu đã chịu ra và nghiêu ra đính hôn ta không muốn dây dưa chuyển của triệu tu duyên, ta còn muốn giữ thể diện. Nhìn quý anh anh thật lâu, như mũ nương khẽ thở dài. Giống như là tiếp núi, hoặc là thương cảm cho nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía đối diện. Xuyên qua màn trúc, quý anh anh thấy triệu tu duyên đứng cạnh cửa sổ, không có chút biểu cảm nào trên mặt. Ánh mắt hắn như đang nhìn về phía phòng của Ngưu Gia, hoặc đang nhìn sân đấu gấm. Ngày 15 tháng 8 tại Hoán Hoa Khê mình bị chu thất lang và một đám công tử bột trêu ghẹo đuổi theo triệu tu duyên chạy đến đạp một cú làm chu thất lang lảo đảo gầm lên đánh cho ta khi đó hắn là chỗ dựa vững chắc của nàng thấy hắn đến nàng cảm thấy can đảm tăng lên vài phần hiện tại hắn chỉ có thể nhìn từ xa thất vọng sao nhiều ngũ nương đột nhiên hỏi quý anh anh lạnh nhạt đáp hợp lý thôi nhiều ngũ nương khẽ cười Ngươi đừng nghĩ đến chuyện xua đuổi. Thực ra, ngươi và thất nương đều muốn xóa bỏ điều đó. Xóa bỏ điều gì? Ngươi xúi dục Nhiêu thất nương hắt trả lên mặt ta, để triệu tu duyên hiểu lầm rằng Nhiêu Giao muốn đối xử tệ với ta, không phải để xem hắn có còn lo lắng cho ta không sao. Quý anh anh không hiểu ý của Nhiêu ngũ nương. Hắn có quan tâm ngươi hay không, ta cũng không để ý. Nếu hắn đuổi đến, ta muốn xem hắn sẽ nghĩ cách nào để giải vây cho ngươi hiện tại hắn không biểu lộ gì, đại trượng phu ngực có ngàn khe, cũng là điều tốt. Nhiều ngũ nương che miệng bằng quạt tròn, thấp giọng cười nói. Dù ai có khuôn mặt như ta, cũng không thể trông cậy vào vị hôn phu trung thành một lòng. Họ chung ly tự tiến cử gả cho tề tuyên vương, nhưng tề tuyên vương phải là minh quân. Nữ vô diệm không phải ai cũng có thể lấy được. Quý anh anh, giống như tự mình làm đường chỉ biết ăn để cảm nhận vị ngọt ngào làm tốt hơn không đều là lấy ra ăn sao? Nhiều ngũ nương nghĩ không phải chỉ là ăn, quý anh anh nhớ tới vạn nhận thành cung, nhìn qua bóng lưng kia đủ loại hình dung. Lúc trước, nàng cũng có một chút ngóng trông triệu tu duyên lo lắng cho mình, đến giải vây để thỏa mãn lòng hư vinh. Có thể không sao, là nữ nhân sẽ có. Hiện tại, quý anh anh chỉ cảm thấy không thú vị. Nàng chỉ muốn nói, như ngũ nương ngươi thực sự giỏi. Ngươi không phải chọn trưởng phu, mà là chọn giường cột nước nhà. Ta, nữ nhi của một gia đình buôn bán nhỏ, thật lòng không thể so sánh. Lúc này Nhiêu thất nương thay xiêm y rất nhanh chạy đến. Nhiều ngũ nương cười với quý anh anh, nhường chỗ, rồi đi đến chỗ Nhiêu phu nhân, vẫn như cũ ngồi cùng tam nương, nhỏ giọng bàn luận về cuộc thi đấu gấm trên sân. Nhiều thất nương vừa đến liền dán màn trúc mó ra ngoài, nhìn thấy triệu tu duyên còn đứng bên cửa sổ xem đấu gấm trên mặt vui sướng vô hạn. Quý tỷ tỷ, hắn quả nhiên là người giữ lễ. Quý anh anh lần nữa không nói gì, trước mặt ta nói như vậy, cũng không sợ ta buồn sao. Như vậy cũng tốt, dù sao hai người vô duyên, quân muốn lấy vợ, tương lai ta cũng phải lập gia đình. Lời thế trước đây cũng không còn ý nghĩa gì. Tang thập tứ bái kiến nghiêu phu nhân. Ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng, không chờ bên ngoài thị tỷ thông báo, Tang Thập Tứ không thể chờ đợi mà nhấc rèm cửa rất tùy tiện bước vào. Nghe nói phu nhân năm nay cũng tới xem đấu gấm, Thập Tứ đến Vân An. Ai nha, Tam tỷ, Ngũ tỷ đã ở đây, Thập Tứ xin chào. Đại Đường phong tục tự do phóng khoáng, nhưng cũng không có chuyện không kinh thị tỉ thông báo mà tự mình xốc rèm bước vào. Hắn cười như gió xuân, thật giống như bước vào phòng nhà mình. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Chương 60 như phu nhân là người đầu tiên phản ứng, cười hì hì nhận lễ, rồi gọi tang thập tứ. Đến chỗ bá mẫu ngồi đi, tang ca ca. Nhiều thất nương mắt sáng lên, bỏ mặc quý anh anh, chạy vội tới bên cạnh tang thập tứ, vui mừng. Tang ca ca, người cũng tới xem đấu gấm à? Tang thập tứ lang vừa thấy nàng, chân đã nhũn ra. Hắn như học sinh gặp thầy giáo, ngay cả nụ cười trên mặt cũng cứng lại, nhỏ giọng đáp. Đúng vậy, hắn nhanh chóng liếc vào trong phòng, thấy quý anh anh đang ngồi cạnh cửa sổ, liền thở phào nhẹ nhõm, rồi tìm cách cáo từ. Nghe nói ba mẫu đến trước để thỉnh an, à, đấu gấm bắt đầu rồi, ta không quấy giày nữa. Mang thứ đó vào đây. Người hầu ở cửa đem hộp cơm đưa cho thị tì. Trong hộp cơm có bánh đúc, chè đậu, đàn hồng, bánh ngọt diệp nhi, ba tam đại pháo nướng, bánh hồ, bánh nướng hoa, hạt dưa, nước ô mai tất cả được bày đầy trên bàn trong chớp mắt. Như bá mẫu, tại hạ mang chút ít đồ ăn vặt và chè. Nếu ngài còn có yêu cầu gì khác, người hầu của ta sẽ ở ngoài cửa đợi lệnh, tùy ý sai khiến. Tang thập tứ lang cười tươi, chắp tay chuẩn bị rời đi. Con rể là nửa con trai, Tang thập tứ lang hiểu chuyện và chu đáo, khiến như phu nhân mừng không ngậm miệng được. Nhiều thất nương liền thay đổi sắc mặt. Người thấy ta là phải chạy à? Ta sẽ ăn ngươi sao? Nói rồi kéo tay tang thập tứ lại. Tang thập tứ lang cảm thấy tay như bị kẹp trong vòng sắt, không thể làm gì. Hắn vừa ghét vừa giận nhưng bất lực bị Nhiêu thất nương kéo về cửa sổ, không dám biểu lộ chút bất mãn nào, chỉ có thể âm thầm khóc trong lòng. Trời sinh ra vợ có sức mạnh phi thường, sau này phu quyền ở đâu đây? Các thiếp nào có, hoặc hơn dỗi hoặc mềm mại đáng yêu, ngước đầu nhìn mình? Có bao nhiêu làm phu lang cảm giác? Chết tiệt dương tam lang, ta đâu chỉ vì ngươi giúp bạn không tiếc cả mạng sống, ta đây là vì ngươi đâm vào ngực ta một nhát dao. Như phu nhân cùng tam nương và ngũ nương nhìn nhau cười, rồi quay lại tiếp tục xem đấu gấm trên đài. Đây là tam đạo yển của hoán hoa phường, nhuộm bởi quý nhị nương. Quý tỷ tỷ, hắn là vị hôn phu của ta, chưa qua cửa. Là tang thập tứ lang, con của phủ trưởng sử tang gia. Quý nhị nương, xin chào tang thập tứ giả bộ không nhận ra quý anh anh, rồi thuận thế đứng dậy nói. Thất nương, người có khách nữ, ta xin phép đi trước. Hắn quay người định bước đi thì như thất nương đặt tay lên vai hắn, chừng mắt nói. Ngồi xuống, không được đi. Nàng chưa kịp dùng sức, tang thập tứ đã cảm thấy vai mình như bị ép bởi một tảng đá thái hồ. Hắn muốn dùng sức thoát ra nhưng bị như thất nương đè xuống, khiến hai chân hắn mềm nhũn, đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhiều thất nương kéo ghế ngồi bên cạnh hắn chặn đường đi của hắn bĩu môi cười lạnh ta không hiểu được sao nhất định ngươi muốn đi cùng những thiếp kia nói cho ta nghe xem trên đài này là gấm của ai ta sẽ không tính toán với ngươi ngươi hiểu lầm rồi tàng thập tứ đổ mồ hôi lạnh nghĩ thầm chờ ngươi qua môn các thiếp của ta còn không biết sẽ khổ thế nào hắn cười gượng nói ngươi biết ta giao hảo với dương tam lang ta vẫn chờ dương gia năm nay đoạt lại cầm vương để cùng hắn ăn mừng một phen. Quý anh anh lười bận tâm tang thập tứ có đáng thương hay không, nhân cơ hội này mở miệng cáo tư. Thất nương, có tang gia lang quân tiếp đón, ta đi xuống lầu bồi ca ca xem đấu gấm. Cảm ơn ngươi đã tặng lược, ngày khác ta sẽ cảm ơn lại. Nghe nàng cáo từ, như thất nương mới nhớ đến mục đích mời nàng đến. Nàng vô thức nhìn về phía ngũ nương, so với quý nhị nương, nàng tự nhiên hướng về phía tỷ tỷ của mình. Nhiều ngũ nương nhận được ánh mắt của nàng, cười nói. Nghe nói thập tứ lang đi xem thanh dê vào ngày trùng cửu, sao không gọi thất nương đồng hành. Xem Trung Quốc rất đẹp mắt. Đây là đồng ý để quý anh anh rời đi, giữ lại tang thập tứ. Tỷ tỷ thật tốt, hiểu rõ tâm tư của nàng. Nhiều thất nương cười ngọt ngào. Quý tỷ tỷ, chiêu đái không chu toàn, lần tới ta sẽ mời ngươi đi tán hoa lâu ăn cơm. Quý anh anh mỉm cười đồng ý rồi mang theo lăng nhi hướng nghiêu phu nhân cáo từ khi đi ra khỏi xương phòng nàng nghe tiếng nghiêu thất nương tức giận chất vấn người nhất định là dẫn theo những thiếp kia đi xem quốc phải không dương tĩnh uyên quả thật tốt với tang thập tứ hơn nàng nhớ lại ngày đó xem thanh dê thật vui vẻ không khỏi nghi ngờ ngày đó dương tĩnh uyên tại sao lại làm vậy nhìn lại giống như đang trêu cợt chua nhị lang nương tử chúng ta đi thôi Lăng Nhi đứng trong đó hơn nửa canh giờ, lòng dạ treo cao, chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi này. Quý anh anh bị nàng cắt ngang suy nghĩ, cũng cảm thấy nơi này không nên ở lâu, mang theo Lăng Nhi đi về phía cầu thang. Vừa đi được nửa cầu thang, liền thấy Dương Tĩnh Uyên đứng ở khúc quanh. Quý anh anh dừng bước. Người sao lại ở đây? Người không sao là tốt rồi. Dương Tĩnh Uyên thấy Quý anh anh bình an vô sự thì hoàn toàn yên tâm hắn thoải mái kéo tang thập tứ ra làm cớ. Tang thập tứ thấy nghiêu thất nương liền nhũn chân, phải kéo ta tới để lấy thêm can đảm. Quý anh anh càng thêm thắc mắc. Tang thập tứ lang sợ nghiêu thất nương như vậy, sao còn tự mình mua một bàn đầy đồ ăn vặt mang tới? Hắn bị ta dụ dỗ đe dọa, dương tĩnh uyên thẹn thùng khoe thành tích, đành phải tìm lý do. Tang và nghiêu hai nhà là thông gia, tang trưởng sử phân phó hắn đến. À thái thú đến đây, tang trưởng sử cũng theo. Phụ thân lệnh, không thể không nghe, trượng mẫu ở đây, về tình về lý, tang thập tứ đều nên đến chào trước. Quý anh anh hiểu, nàng mỉm cười nói. Nghiêu thất nương tâm địa thuần khiết, làm gì có suy nghĩ đáng sợ như vậy. Tang thập tứ nhìn lầm nàng rồi. Dương Tĩnh nguyên nghĩ thầm, đó là người chưa biết sức mạnh của nàng, có thể dơ tảng đá lớn phá tường rào tang thập tứ trong tay nàng yếu ớt như gà con. Hắn không tiện nói điều này với quý anh anh, liền tốt bụng nhắc nhở. Triệu gia và Như gia đã đính thân. Như gia cố ý mời ngươi lên lầu. Ngươi và ca, ca nên sớm về nhà đi thôi. Ở lại đây chỉ gây thêm phiền toái. Quý anh anh cũng hiểu điều này. Nhưng trận đấu gấm đó là nàng và Triệu Tu Duyên cuối cùng gặp nhau. Nàng không nỡ bỏ qua, xem như là hoàn thành tâm nguyện nàng cảm kích nhìn dương tĩnh uyên rồi nói: nhiêu phu nhân và ái nữ nhiêu gia nương tử chi lễ khách khí không có gì trở ngại nhiêu gia mời nàng đến chỉ để nhiêu ngũ nương gặp nàng một chút sao? dương tĩnh uyên hồi tưởng lại nhiêu ngũ nương trên cánh tay nổi da gà thấy hắn không nói gì quý anh anh cúi đầu chào rồi mang theo lăng nhi thẳng xuống lầu dương tĩnh uyên nhìn bóng lưng nàng cảm thấy buồn bã hắn không kìm lòng nổi, tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại. Nàng thực sự không thể quên Triệu Tu Duyên sao? Biết rõ hắn sẽ kết hôn với người khác, nàng vẫn muốn nhìn Triệu gia đoạt cẩm vương thế nào? Dương Tĩnh Uyên cũng không biết mình thế nào, như thể không thể buông bỏ quý anh anh. Màn trúc vừa hạ xuống, hắn liền lao tới bắt lấy tang thập tứ. Hắn lẩm bẩm tự diễu. Thật ngốc. Quý anh anh ngốc, hắn cũng không kém phần ngốc nói ai ngốc đó. Giọng nữ dịu dàng vang lên trên đầu, Dương Tĩnh Nguyên đột nhiên mở mắt. Nhiều ngũ nương đứng trên cầu thang cao, váy màu lam bị gió thổi khẽ lay động. Nàng đội trời, lộ đôi mắt như mắt mèo dưới mạng che mặt, lóe ra ánh sáng chói lòa. Ta biết mà, Tang thập tứ sẽ không dám một mình tới gặp muội muội ta. Nhiều ngũ nương cười khanh khách, nhìn thấy Dương Tĩnh Nguyên, nàng liền xác nhận suy đoán của mình dương tĩnh uyên lập tức buông tang thập tứ cười gượng nói thập tứ mua quá nhiều đồ ăn vặt ta giúp hắn mang đến để hắn bồi thất nương cho tốt ta phải về bồi mẫu thân hắn nhanh chóng đi xuống lầu không quay đầu lại hướng về phía xương phòng dương gia đối diện không ngờ người đến giải vây cho quý nhị nương lại là ngươi nhiều ngũ nương nhìn qua cầu thang trống trơn cười rồi xoay người trở về phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn